Mình cảm thấy ăn ngon hơn mà ngủ cũng ngon hơn nữa. Ngay từ những tuần đầu sử dụng sản phẩm, mình đã cảm thấy cơ thể mình có những sự chuyển biến rất là rõ rệt rồi, như là ngủ sâu giấc hơn này. Mà bình thường ý, ở nhà mình chỉ ăn có một bát cơm thôi. Kể từ khi sử dụng sản phẩm Thảo Mộc Ăn Ngon Xâm Nhung Plus là mình đã có thể ăn từ 2 đến 3 bát cơm rồi, rất là ngon miệng. Trước kia ngoại hình của mình khá là chán, mình gầy lắm, da dẻ thì đen sạm và trông rất thiếu sức sống. Nhưng mà từ khi biết tới Thảo Mộc Ăn Ngon Xâm Nhung Plus thì chỉ sau một liệu trình sử dụng thôi thì cân nặng của mình đã cải thiện cách đáng kể. Da dẻ thì mịn này và trắng lên trông thấy, khi ra đường thì mọi người khen là đẹp như là đi spa vậy. Công việc văn phòng của mình vô cùng bận rộn, thường xuyên bị stress, cân nặng thì giảm sút, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi kéo dài. Mình cũng có sử dụng qua một vài sản phẩm nhưng mà đều không thấy có hiệu quả, thậm chí lại còn làm cho mình bị giảm cân nhiều hơn. Trong một lần, mình được một người chị giới thiệu cho sản phẩm Thảo Mộc Ăn Ngon Xâm Nhung Plus. Ban đầu thì mình cũng khá là e dè, ngần ngại, nhưng mà cuối cùng thì cũng quyết định dùng thử. Và kết quả thì khiến cho mình hoàn toàn bất ngờ. Sản phẩm Xâm Nhung Plus giúp cho mình ăn ngon hơn, ngủ được, hấp thu tốt hơn và tình trạng mệt mỏi kéo dài đã chấm dứt hoàn toàn. Bây giờ thì mình đã tăng được từ 60 đến 65 kg rồi. Cảm ơn Thảo Mộc Ăn Ngon Xâm Nhung Plus đã cho mình một thân hình mong muốn như bây giờ. Nếu các bạn muốn tăng cân thì đừng bỏ lỡ Thảo Mộc Ăn Ngon Xâm Nhung Plus nha. Cô đã lên được 4 cân và khi tập ngừng sử dụng ấy thì không bị sút cân đi một tí nào. Trước đây mỗi khi trái gió trời trời là cô hay bị đau nhức xương khớp với lại khó ngủ lắm. Nhưng mà từ ngày sử dụng Thảo Mộc Ăn Ngon Xâm Nhung Plus thì cô thấy cơ thể khỏe mạnh lên rất nhiều, sức khỏe thì dẻo dai hơn. Đấy là điều mà cô rất hài lòng về Xâm Nhung Plus. Và còn hàng ngàn khách hàng khác đã tăng cân thành công với Thảo Mộc Ăn Ngon Xâm Nhung Plus. Ngay bây giờ, đừng bỏ lỡ, liên hệ ngay với chúng tôi để cải thiện tình trạng cân nặng, sở hữu một thân hình lý tưởng, ăn tốt, ngủ ngon, xóa tan mệt mỏi. Dịch vụ giao hàng miễn phí, tốc độ, chuyên nghiệp và uy tín. Thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ